Chào các bạn, mình là Nam Mê. Hôm nay mẹ mình lại gọi bánh tét. Gọi bánh tét. Cô đang rửa lá nè. Bánh tét thì có thể gói bằng lá dong hoặc là lá chuối. Nhà mình hay gói bằng lá chuối. Mua lá trước rồi lựa những cái tấm lá nguyên đẹp, rồi mình sẽ rửa lá rồi phơi lá. Con quay phim lại đó cô, lâu lâu mở ra coi. Dạ. Dạ. Mẹ con cũng vậy đó, coi cả ngày á. Trời ơi, coi biết hết mấy con bên Mỹ là sao, bên Hàn Quốc làm sao. Dạ. Dạ. Dạ em mời qua tụi đây. Dạ em. Mẹ mình lựa lá và rửa lá. Chị thấy em là bên Mỹ đô bên nhà bao nhiêu ca nhiêu tỉnh ai ăn cái gì dạ cả mắt rồi sao lại biết em. Sau cái công đoạn rửa lá với phơi lá thì bây giờ là lau lá ha. Để ngày mai gói. Dạ. Yeah. Ok, ở đây là nếp để ngày mai gói bánh nè. Đó. Nhà bắt đầu gói bánh nè. Có ba màu, mẹ là màu xanh từ lá cây đông ngót luôn mà. Màu tím từ lá cẩm. Màu trắng. Cô Thảo đang làm cái nhân. Cua cái nhân. Nhân đậu xanh với lại thịt heo. Rất là ngon ha. Mà mình đang gói bánh tét với lại gạo nếp có màu xanh của lá ngót. Mẹ mình thì sẽ gói bánh 3 lớp 3 màu. Còn ở đây thì vợ mình đang hướng dẫn cho con gói bánh tét. Miễn sao mà xếp vô nó vừa gọn thôi. Vợ mình hướng dẫn cho con mình có bánh tét. Dạ nấu chung à. Em cái nồi ăn to cái nồi đồ 50 đơn là có hai khác thôi. Có tỉnh tỏa ăn hay thì ra phải nhiêu rồi thì trơn à. Thì hai đòn này cũng quá là nhỏ. Từ tí 350 để ba nữa ba hai đòn là cũng bự lắm rồi. Hay dữ nghe luôn nè. Đó, và mình cũng đang bà học gói ha. Ừ, bỏ nữa đi. Bỏ mấy người học bỏ bé để lại mấy mẹ bỏ bé. Hôm nay nhà gói 20 mấy kg nếp á, mà cũng sắp xong đó, hết rồi. 23 ký nếp.
sắp xong rồi nè. Đây, cái bánh đã gói. Bây giờ mình cột dây á. Bánh gói xong rồi nè. Bây giờ chắc đếm bánh để chuẩn bị nấu ha. Được mấy chục đòn bánh luôn. Mẹ mình đã thăm bánh nè. Thì hoạt động mà vui nhất của cái việc gói bánh chính là canh bánh thôi. Đó, nồi bánh của mình đây. Canh một góc này thì cha con có thể ngồi thư giãn với nhau, thư giãn cuộc sống. Đây là một góc khác, các bạn trong xóm, các bạn nhỏ tới chơi bộ cua, các bạn có thể tới cùng canh bánh chưng bánh tét. Con quay. Đây là nồi bánh nè. Nồi bánh này mình đổi lửa lúc 2 giờ chiều mà chắc là phải tới sáng mai. 8-9 giờ sáng mai mới dở được. Rồi đó. Đó, bếp củi cho mình đây. Than này xíu ra nướng đồ rất là đã nè. Nhà mình có mua bắp rồi có mua một số thứ khác, thịt nè, mực nè, để tối nướng nè. Đó, một nhà nấu bánh thôi nhưng mà cả xóm vui, rất là đông vui ha. We're burning wood to cook the rice cake. Tap cake. Cái đêm canh bánh cũng là lúc bạn bè đến thăm viếng nhau và chúc tụng nhau cái ngày Tết. Thì đến sáng hôm sau thì chúng ta chỉ việc để cho tắt lửa rồi sau đó thì chúng ta dỡ bánh ra để cho bánh nguội chút xíu rồi trang trí nó lại cho đẹp rồi đem đi biếu bà con, hàng xóm, bạn bè rồi tiếp tục ăn Tết thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc các bạn một năm mới thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui. Xin chào nha, mình là ba mẹ. Bye bye, hẹn gặp lại trong những video sắp tới của mình. Xin chào anh em, cảm ơn.